Thưa quý vị, hiện tại thì trên địa bàn của tỉnh Nghệ An thì đã ngớt mưa. Tuy nhiên hiện tại một số tuyến đường thì vẫn đang bị ngập. Chính quyền địa phương vẫn đang túc trực cũng như là đặt các biển báo hạn chế các phương tiện đi qua những khu vực cầu tràn hay những khu vực bị ngập úng nhằm đảm bảo an toàn cho người dân. Tại tuyến quốc lộ 48, đoạn qua xã Châu Hồi, huyện Quỳ Châu hiện vẫn bị sạt lở và ngập nước. Nhiều nhà dân vẫn bị ngập, nhiều diện tích lúa, hoa màu cũng bị thiệt hại. Còn tại thị trấn Tân Lạc, dù mực nước ở thị trấn đang rút dần, nhưng một số vùng vẫn còn bị ngập. Được lũ ập về quá nhanh, 40 em học sinh ở trong nhà trọ phải phá ngói, trèo lên nóc nhà để chạy thoát khỏi cơn lũ dữ. Đến rạng sáng nay, mực nước đã giảm xuống, chính quyền địa phương đã huy động lực lượng để giúp đỡ người dân khắc phục thiệt hại, sớm ổn định lại cuộc sống. Theo báo cáo của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn tỉnh Nghệ An, tính đến 17 giờ ngày 27 tháng 9, mưa lũ đã khiến 140 người ở huyện Kỳ Sơn phải sơ tán, hơn 700 người ở các huyện Quế Phong, Kỳ Sơn bị cô lập, 1.600 căn nhà trên địa bàn toàn tỉnh bị ngập. Mưa lớn cũng khiến 1.500 hecta lúa, 3.000 hecta hoa màu bị thiệt hại, gần 2.400 con gia súc, gia cầm bị chết cuốn trôi. Đặc biệt một số cái vùng núi thì đất đã bão hòa nên nguy cơ sạt trượt là rất lớn. Chính quyền địa phương cũng đã huy động máy móc, phương tiện nhằm có thể khơi thông các điểm bị ùn tắc. Đồng thời có những cảnh báo người dân hạn chế đi qua các vùng sạt trượt nhằm đảm bảo an toàn cho người dân. Vâng, đó là tình hình chung về ảnh hưởng của mưa lũ tại tỉnh Nghệ An. Còn riêng tại tỉnh này thì huyện Quỳ Châu đang là một trong những địa phương bị ảnh hưởng nặng nhất của mưa lũ. Hiện tại thì dọc quốc lộ 48A qua huyện này thì nhiều nhà dân vẫn đang ngập sâu trong nước. Đường liên thôn liên xã hầu hết là bị chia cắt, các khối xóm thì bị cô lập. Và chúng tôi đang kết nối điện thoại trực tiếp với ông Lê Hải Lý là Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Quỳ Châu để có thêm thông tin chi tiết. Xin chào ông ạ, hiện tại thì tình hình mưa ngập ở huyện Quỳ Châu đến thời điểm này là như thế nào rồi? Và địa phương thì đang có những biện pháp gì để hỗ trợ người dân? Vâng, trên Quỳ Châu hiện nay thì lượng mưa đã giảm và các cái con sông đã giảm nước. Tuy nhiên, vào ngày hôm qua thì trên địa bàn huyện đã xảy ra mưa rất lớn trên các thượng nguồn ở sông ở chảy về, và đặc biệt là xả lũ của các cái nhà máy đã làm ảnh hưởng thiệt hại đến tài sản, người và hoa màu của người dân. Huyện phải di dời trên 5.000 người để tránh lũ. Có 1.200 hộ bị ngập sâu từ 1 đến 4 mét. Và hiện tại là có 3 xã và 6 bản đã bị cô lập hoàn toàn, chưa thể tiếp cận được. Trên các tuyến quốc lộ 48A, 48D và tỉnh lộ 554 thì các cái điểm sạt lở và chia cắt rất nhiều. Trên địa bàn huyện hiện tại điện lưới quốc gia đã mất từ ngày hôm qua đến nay và chưa có. Và có 7 xã là mất thông tin liên lạc và gần 15.000 học sinh phải nghỉ học. Có 7 điểm trường và các cơ quan bị ngập chìm sâu trong nước. Về thiệt hại sản xuất lúa hay thu mùa là trên 700 hecta và diện tích ngập ao hồ là trên 60 hecta. Có hàng ngàn con gia súc, gia cầm bị cuốn trôi. Thì tập trung cái công tác chỉ đạo khắc phục thì huyện đã chỉ đạo Ủy ban nhân dân các xã huy động lực lượng 4 tại chỗ hỗ trợ gia đình bị ngập lụt, di dời người và tài sản đến an toàn. Đồng thời, khi rút nước thì phân công lực lượng công an, quân sự và lực lượng nòng cốt để hỗ trợ khắc phục người dân, đảm bảo cứu hộ, cứu đói cho người dân bị ảnh hưởng. Vâng, cảm ơn ông với những thông tin cập nhật vừa rồi ạ.